Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Càng Cao Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục vài máy cao siêu rẻ cho mọi người lựa mua. Đấy, đầu tiên là con máy này. Size còn hôm nay là video hôm nay mình nói luôn là các con máy ở đây size tầm 1.000 nha mọi người. Đấy, con size thật tầm 1.000 cả. Đấy. Chất liệu là graphic nhựa. Graphic nhá. Đây, khóa một chiều. Mở này. Ủa, con này nó chỉ có một chế độ khóa một chiều thôi nha mọi người, không có chế độ thứ hai. Tay thì đảo tay trái phải được và gập được nhé. Đảo tay trái phải và gập được. Đấy. Nó chạy một một ổ bi này. Cước 1.5 cước 1.5 thì vào 100 mấy, cước số 2 vào 80 mấy và cước số 3 vào 50 mấy. Radio là 4.7. Đấy. Cái khoang này thì nó hơi bẩn nha mọi người, về vệ sinh nên nó sạch à, hơi bẩn thôi. Đấy. Rồi, con số 1 50.000. Số 1 50.000 nha mọi người. Số 2, tiếp tục. Con này cũng size thật tầm 1.000 nha mọi người. Chất liệu là graphic. Tay thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Ok. Khóa một chiều. Ủa, cái này bị mắc một chiều khóa rồi mọi người. Bị mắc thế nào rồi mọi người, về mở ra kiểm tra thử. Này. Con này chắc cũng China xuất Nhật á. Size tầm 1.000. Cước số 2 vào 120 mấy, cước số 3 vào 100 mấy và cước số 4 vào 80 mấy nhé. Không có cái radio của nó không? Không thấy radio. Mình thử cái radio cho mọi người xem. 1 2 3 4. Radio khoảng 4.7 nha mọi người. Radio khoảng 4.7. Đấy. Này. Cái khuyên trượt cước chỗ này ok nhé. Rồi, về kiểm tra cái này với vệ sinh đi. Con này con số 2 50.000. Số 3 là con máy này. Chất liệu là graphic. Và hình của nó đây. Con này thì cũng size tầm 1.000 nha mọi người. Đấy. Ngoài mức mờ. Đảo tay trái phải được và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Rồi. Khuyên trượt cước ok. Khuyên trượt cước như hình đây nha mọi người. Đó. Cước số 2 vào 130 mấy, cước số 3 vào 100 mấy và cước số 4 vào 70 mấy. Nó lấy cá được khoảng bao nhiêu ta? Chắc ký máy, ký rưỡi. Radio của nó để mình thử nhé. 1 2 3 4 5. Ủa, nhiều vậy bạn, thử lại nhé. 1 2 3 4 5. Radio giá cũng 5.5, 5.6 nha mọi người. 5.5, 5.6 á. Con này con số 3 50.000. Số 4, con này, ngoại hình đây. Chất liệu cũng là graphic. Đây, ngoại hình của nó như thế này. Radio của nó là 5.2. Radio 5.2. Đấy, size tầm size 1.000. Đây, khuyên trượt cước này. Đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đấy, khóa một chiều này, mở này.
Ok. Thông số cước nhựa gì đây? 2.3, 0.23 là vào 160 mấy, 0.28 là vào 110 mấy và 0.33 là vào 70 mấy. Số 4 50.000. Số 4 50.000. Tiếp theo số 5 con này Longetter gì đây, con này Korea xuất Nhật nha mọi người, chất liệu là graphic, ngoại hình của nó thì đây, size của nó tầm size 1.000. Đấy, tay thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được. Có một chiều này. Đấy, mở này. Khuyên trượt cước này, còn sáng này. Ok. Này là lái được cá khoảng 3 kg máy. Cước 1.5 vào 180 mấy, cước số 2 vào 110 mấy, cước số 3 vào 75 mấy nha mọi người. Số 3 vào 75 mấy. Đấy. Radio coi thử có radio không. Radio 5 chấm nha, radio 5 chấm. Con này con số 5. Số 5, 50.000. Rồi, số 6 con này cũng China, con này China xuất Nhật nhé. Chất liệu là graphic, size tầm size 1.000. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được. Có một chiều này. Đấy. Khuyên trượt cước này, ok này. Đấy. Cước số 2 vào 140 mấy, cước số 3 vào 110, cước số 4 vào 85 mấy, số 5 vào 70 mấy nhé. Ratio của nó là 5 chấm. Rồi, ok. Số 6, 60.000. Số 6, 60.000 nha mọi người. Số 7 này, ngoại hình của nó đây. Chất liệu là graphic, size của nó tầm khoảng size 1.000. Tầm size 1.000 nha mọi người. Size thật tầm 1.000. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được. Khóa một chiều này. Ok. Còn kia. Cước số 2 vào 170 mấy, cước số 3 vào 120 mấy và cước số 4 vào 80 mấy nhé. Con này chạy một ổ bi này. Còn có cái radio nó khoảng bao nhiêu? 1 2 3 4 4.8, 4.9 nha mọi người. Radio khoảng 4.8, 4.9 ạ. Con này con số 2, 4, 6, số 7. Số 7 50.000. Số 8 là con này. Đây, con này cũng chạy ổ bi nha. Ngoại hình của nó đây. Chất liệu là graphic,
Con này size tầm size 1000. Tay thì đảo tay trái phải được và gập được nha mọi người. Tay đảo tay trái phải và gập được. Đấy. Khóa một chiều nè, mở. Ok. Khuyên trượt cước. Ok. Côn. Số 2 vào 100 mấy, số 3 70 mấy, số 4 65 mấy, số 5 60 mấy. Radio của nó là 5 chấm nha mọi người. Ok. Số 7 50.000. Số 7 50.000 nha mọi người. Tiếp theo số 8 con này Korea xuất Nhật. Đây. Chất liệu là graphic. Ngoại hình của nó thì đây. Con này size tầm cỡ 1000 đến 1500 nha mọi người, size tầm 1000 đến 1500. Đấy. Khóa một chiều. Đấy, khóa một chiều. Đây. Radio của nó 5.3 này. Thông số cước nhựa vậy đây. 0.3 ly là vào 100 mấy, 0.2 ly là vào 150 mấy và 0.25 chứ. Cái này 0.2 ly thì vào 230 mấy nha mọi người. Đấy. Đấy, khuyên ra cước trượt cước. Ok. Này số 8. Số 8 50. Số 9 là con máy này. Này ngoại hình của nó. Ok. Con này Korea xuất Nhật nha mọi người. À, ok, khóa một chiều này. Con này chất liệu graphic. À, size của nó thì tầm 1000 đến 1500. Đấy, khoan trượt cước còn ok. Côn. Cối động đây này. Cước số 2 vào 150 mấy, số 3 vào 100 mấy và số 4 vào 80 mấy nhé. Radio của nó là 3.8. Ok. Này số 9. Số 9 50.000. Số 10. Đây, con này. Con này size tầm cỡ 1000 nha mọi người. Chất liệu là graphic. Tay thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được và gập được nhé. Đảo tay trái phải và gập được. Nãy giờ toàn con nào cũng đảo tay trái phải được, gập được nha mọi người. Đây, khóa một chiều, mở. Đây. Cái khoan trượt cước của nó hơi hang. Mấy người về đánh rồi nhé. Cước số 2. Cước số 2 vào 170 mấy, cước số 3 vào 120 mấy. Nó dùng một ổ bi. Radio của nó là 5.2. Đấy. Số 10. Mình đánh nhầm số rồi. À. 2 cái số 9 rồi. 4
5 6 2 cái số 7. Số 7 rồi. Này số 10. Số 10 40.000 nha mọi người. Số 11 là con máy này. Size tầm 1.000 nha mọi người, size tầm 1.000, chất liệu là graphic. Tay đảo tay trái phải được và gập được nhé, đảo tay trái phải và gập được. Nó đang bị hơi bị oxy hóa nên bẻ từ từ rồi mình nhỏ dao vào nhé. Đây, cái này nó đang bị khừng một đoạn nha mọi người. Đây, vai tới đây là nó khừng lại. Đấy, mọi người về tự xử nhé. Cước số 3 vào 150m, cước số 4 vào 110m và cước số 5 vào 90m. Radio của nó 5.3. Đấy, khoan trượt cước còn ok này. Đấy. Con này con số 11. 50.000. Số 12. Máy này. Ngoại hình đây. Đấy, chất liệu là graphic. Size tầm cỡ size 1.000 nha mọi người. Đây. Khoan trượt cước này, vị dĩ này. Cối này. Cước số 4 vào 150m, số 5 vào 100m, radio của nó 5.2. Đây, nó đang bị cứng, bị kẹt cứng nha mọi người. Đấy, mọi người về tự mở ra, kiểm tra. Made in China xuất nhập. Còn này con số 12. 30.000. Số 13 là con này. Chất liệu là graphic. Size tầm cỡ size 1.000. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được và gập được nhé. Đảo tay trái phải và gập được. Đây. Mở hai chiều. Khóa một chiều này. Ok. Khoan trượt cước hơi bị hăng dĩ nhé. Đấy, có bị mẻ chỗ này nữa nè. Cước số... Ủa, như vậy. Cước số 8 vào 210m, số 10 vào 140m và số 12 vào 125m. Radio của nó là 5.0. Ok. Này số... mười ba 60.000. 13-60.000 nha mọi người. Số 14. Đây, con này. Ngoại hình. Con này chắc cũng China xuất nhập. Chất liệu là graphic. Đó, graphic. Size tầm size 1.000 nha mọi người. Cái nắp bên này nó bị bể tí này, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến máy nhé. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được và gập được nhé. Đảo tay trái phải và gập được. Đây, khóa một chiều. Ok. Khoan ra cước này. Bị hang tí nha mọi người. Về đánh lại. Cước số 2 vào 120m, số 3 vào 100m, số 4 vào 80m, radio là 5.3. Ok. Này số 14.
Vốn. Vốn 50.000 nha mọi người. Ơi. Rồi, cảm ơn người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người trước khi nhận hàng á thì làm ơn mở hàng ra kiểm tra giúp mình xem bên trong nó có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy gì đó do quá trình vận chuyển hay không. Có gì thì báo mình ngay lúc đó luôn, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng xong rồi mới báo cho mình là hàng bị này bị kia nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.